Chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia, bà Penny Wong, đang có chuyến thăm Việt Nam. Chủ tịch nước cảm ơn Australia đã hỗ trợ cung cấp vaccine cho Việt Nam, đặc biệt là vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian qua, bất chấp đại dịch, quan hệ hai nước vẫn phát triển mạnh mẽ với kim ngạch thương mại hai nước đạt 12,5 tỷ đô la Mỹ năm 2021, tăng 50%. Khẳng định còn nhiều tiềm năng trong hợp tác thương mại và đầu tư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, ODA, biến đổi khí hậu, giáo dục đào tạo, tăng trưởng xanh, kinh tế số. Chủ tịch nước đề nghị Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt được sinh sống, lao động, hòa nhập cộng đồng, đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác hai nước. Trao đổi về các vấn đề quốc tế, Chủ tịch nước mong Australia tiếp tục ủng hộ một ASEAN đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm trong cơ chế an ninh khu vực và ủng hộ mạnh mẽ lập trường của ASEAN và Việt Nam về một Biển Đông hòa bình, ổn định, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Gửi lời chào từ Chính phủ mới và Tân Thủ tướng Australia, Bộ trưởng Ngoại giao Australia khẳng định chuyến thăm thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ với Việt Nam. Bộ trưởng Australia bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước trong hợp tác vì biến đổi khí hậu. Bộ trưởng cũng khẳng định Australia coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong đảm bảo ổn định của khu vực, đồng thời chia sẻ quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chia buồn, động viên gia đình Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên, cán bộ phòng chính trị nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ rất xúc động khi biết tin Trung tá quân nhân Bùi Văn Nhiên đã hy sinh khi cứu người bị đuối nước tại bãi biển Phú Quốc. Khi nghe tiếng kêu cứu của người bị nước cuốn ra xa, đồng chí Nhiên đã lập tức lao xuống biển cùng với nhân viên cứu hộ để cứu người. Sau khi đưa được người bị nạn vào bờ an toàn, đồng chí Nhiên đã có biểu hiện kiệt sức, được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Chủ tịch nước nhấn mạnh, hành động dũng cảm, quên mình cứu người của đồng chí Nhiên góp phần tô thắm hình ảnh vẻ vang, cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân. Với lòng tiếc thương sâu sắc, Chủ tịch nước gửi lời chia buồn đến gia đình đồng chí Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên. Mong gia đình và đơn vị sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn này và mãi mãi tự hào về đồng chí. Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp đề xuất tôn vinh tấm gương dũng cảm, hy sinh cứu người và kịp thời có chế độ chính sách đối với đồng chí Bùi Văn Nhiên và gia đình.